Minh Đường Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 1 âm lịch năm 2022 gặp nhiều may mắn. Sau đây mời các bạn đón xem Tử Vi tuổi Tý tháng 1 năm 2022 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Tý trong tháng. Mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2022 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi cho thấy, người tuổi Tý hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đón chờ những điều tốt đẹp sẽ đến với mình ngay trong tháng đầu năm 2022 âm lịch này. Bạn vốn là người có chí hướng, lại thêm bản tính cẩn thận, tỉ mỉ nên ắt gặt hái được những thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ có thể nói rằng tháng âm lịch khởi đầu năm nhâm dần là một tháng đầy may mắn đối với người tuổi tý bạn nên tranh thủ cơ hội này để bắt tay vào công việc của mình hứa hẹn sẽ gặt hái được những thành công ngoài dự kiến trước hết trên phương diện sự nghiệp do có nguyệt lệnh đế vượng nâng đỡ bản mệnh sẽ tìm được cơ hội để khẳng định tài năng của mình khiến lãnh đạo và đồng nghiệp đều phải nhìn bằng ánh mắt khác xưa với bạn tuổi tý tháng này con đường công danh của bạn vô cùng hanh thông rộng mở bạn mệnh sẵn sàng nhận những nhiệm vụ khó, không tiếc hy sinh thời gian cá nhân để làm việc và cống hiến thì ắt sẽ được lãnh đạo đánh giá rất cao. Nhờ những mối quan hệ xã giao thuận lợi mà bạn luôn được bạn bè, đồng nghiệp giúp đỡ mỗi lúc khó khăn. Do đó, nhiều rắc rối, trục trặc nhanh chóng được giải trừ, thậm chí bạn còn tìm thấy cơ hội trong thách thức từ đó khẳng định được bản lĩnh và tài năng của mình. Người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng của nhân viên cấp dưới. Bạn biết sắp xếp đúng người đúng việc, quyết đoán đúng lúc nên hoàn toàn có khả năng dẫn dắt cả tập thể đi tới thành công. Trong tháng này, thậm chí bạn tìm ra hướng đi mới trong công việc giúp mọi việc không còn tiến triển theo lối mòn quen thuộc, khiến mọi người đều cảm thấy hăng hái, nhiệt huyết hơn với công việc. Dịch mã chiếu mệnh cho thấy bạn càng xông xáo, sẵn sàng nhận nhiệm vụ bao nhiêu thì càng dễ gặt hái được thành công bấy nhiêu. Vì thế, đặc biệt là người trẻ tuổi hãy đón nhận những điều mới mẻ, thậm chí là thách thức với tâm thế tích cực, đó chính là bước đà để bạn thăng tiến trong tương lai. Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2022 âm lịch về phương diện tài lộc. Xem tử vi tháng 1 năm 2022 tuổi Tý âm lịch, thầy tử vi chỉ ra rằng con đường tài lộc của người tuổi Tý cũng có những điểm sáng đáng kể ngay vào thời điểm này. Bạn mệnh có thể tìm được những cơ hội làm ăn không ai ngờ đến, lại dám dũng cảm thử thách bản thân nên đồng tiền chảy về túi bạn là hoàn toàn xứng đáng. Người làm ăn buôn bán nhận được sự tin tưởng của khách hàng nên đơn hàng bay về tới tấp. Lại thêm việc đầu năm là thời điểm nhu cầu mua bán tăng cao, bạn hoàn toàn có thể kiếm được một khoản tiền gấp nhiều lần so với khoảng thời gian trước đó. Con giáp này cũng có thể thử tìm cách mở rộng thị trường hoặc đối tượng khách hàng, hứa hẹn thành công sẽ nằm ngay trong tầm tay với người làm công an lương bạn nhiệt tình với công việc sẵn sàng chấp nhận thử thách để khẳng định bản thân nên dễ dàng gây ấn tượng với lãnh đạo nếu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao bạn hoàn toàn có cơ hội được thưởng nóng hoặc thăng chức tăng lương đây chắc chắn là một dấu hiệu vô cùng may mắn ngay từ những ngày tháng đầu năm mới như thế này người có ý định khởi nghiệp cũng có thể tiến hành ngay vào thời điểm này Dịch mã cho thấy bạn có thể sẽ phải xông pha vất vả hơn trước đây, thậm chí phải đi xa, phải làm việc ngay cả khi mọi người đều nghỉ ngơi, nhưng thành quả bạn gặt hái được chắc hẳn sẽ khiến bạn hài lòng. Khi có điều gì không rõ, bạn cũng đừng ngại hỏi thêm người giàu kinh nghiệm để hỗ trợ cho mình nhé. Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2022 âm lịch về phương diện tình cảm. Bước sang tháng 1 âm lịch năm nhâm dần, người tuổi Tý cũng sẽ gặp nhiều điều may mắn trên phương diện tình duyên dù là người đã lập gia đình hay vẫn còn độc thân bạn cũng có thể tìm được hạnh phúc thuộc về riêng mình trong tháng đầu tiên của năm nhâm dần dưới ảnh hưởng tích cực của nguyệt lệnh đế vượng cũng như ngũ hành tương sinh người đã có đôi có cặp sẽ được tận hưởng những giây phút ngọt ngào bên nửa kia của mình bạn và người ấy luôn cùng nhau san sẻ mọi chuyện trong cuộc sống chính vì vậy mà quan hệ đôi bên ngày một gắn kết hai bạn có thể cùng cổ vũ tạo động lực cho nhau không ngừng vươn lên với các cặp đôi trẻ tuổi các bạn còn có thể nhận được tin vui gia đình có thêm thành viên mới với người độc thân bạn được người thân quen giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng thậm chí bạn cũng có thiện cảm với đối phương ngay từ những lần gặp gỡ đầu tiên vì thế bất kể là nam hay nữ bạn cũng có thể chủ động trò chuyện giữ quan hệ với đối phương thông qua quá trình trò chuyện thường xuyên bạn có thể xác định được người ấy có thực sự phù hợp với mình không từ đó đưa ra những quyết định phù hợp Tử vi tuổi Tý tháng 1 năm 2022 âm lịch về phương diện sức khỏe. Về tình hình sức khỏe của người tuổi Tý trong tháng 1 âm lịch năm nhâm dần này, nhìn chung ổn định, không có biến động gì quá lớn lao trong thời điểm này. Thậm chí, những người bệnh lâu ngày còn có thể đón những tin tích cực, ví dụ như bệnh tật có dấu hiệu cải thiện, bạn tìm được thầy, được thuốc phù hợp. Người trẻ tuổi phấn đấu trong sự nghiệp có thể sẽ phải làm việc khá vất vả, song bạn không nên khiến cơ thể rơi vào tình trạng lao lực. Dù có đang làm ăn lớn đến thế nào đi nữa, bạn cũng cần sắp xếp thời gian cho mình được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Việc rèn luyện thể dục thể thao khi có thời gian rảnh cũng là vô cùng cần thiết. Người đã cao tuổi chú ý vận động vừa sức, không nên làm việc quá sức của mình, dễ khiến cơ thể phải chịu tổn thương, cần phải tốn thời gian lâu ngày để bình phục trở lại. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi tí trong tháng 1 năm 2022 âm lịch. Tuổi Mậu Tý thuộc mệnh Hỏa, Nam Thủy Diệu, nữ Mộc Đức khẩu quyết nắm bắt thời cơ, vươn lên khẳng định vị thế của mình. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi Sửu. Tiểu nhân, người tuổi Mùi, người tuổi Dậu. Màu sắc may mắn, màu đen, màu trắng. Tuổi canh tí thuộc mệnh thổ, nam mộc đức nữ thủy diệu. Khẩu quyết con đường tài lộc có những dấu hiệu triển vọng, bạn có thể mở lối đi riêng. Quý nhân, người tuổi Thìn, người tuổi Sửu. Tiểu nhân, người tuổi Mùi, người tuổi Mão. Màu sắc may mắn, màu bạc, màu xám tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc nam vân hán nữ la hầu khẩu quyết mở lòng hơn với mọi người có cơ hội tìm được người phù hợp quý nhân người tuổi thân người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi mão người tuổi dậu màu sắc may mắn màu đen màu xanh da trời tuổi giáp tý thuộc mệnh kim nam thủy diệu nữ mộc đức khẩu quyết vợ chồng thấu hiểu là động lực để đôi bên cùng tiến bộ quý nhân người tuổi sửu người tuổi hợi tiểu nhân người tuổi tuất người tuổi ngọ Màu sắc may mắn, màu xanh dương, màu trắng. Tuổi bính tý thuộc mệnh thủy, nam mộc đức, nữ thủy diệu. Khẩu quyết, không nên làm việc quá sức, chú ý nghỉ ngơi điều độ. Quý nhân, người tuổi thân, người tuổi thìn. Tiểu nhân, người tuổi mão, người tuổi ngọ. Màu sắc may mắn, màu ghi, màu vàng kim. Các bạn thân mến trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi tý trong tháng 1 năm 2022 âm lịch hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi suôn sẻ nhất cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại